Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn thu hoa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đem trong tiếng cười cho kiếp người tình. Sau lễ giao thừa ở Hồ Gươm, chúng tôi rất là ngạc nhiên thấy nhiều bạn trẻ đứng lòng vòng ở khu vực đền Ngọc Sơn, bán nhiều thứ quà khác nhau. Có bạn thì bán những cái loại như là diêm và muối, rồi những thứ khác. Và đây trước mặt chúng tôi là một bạn tên là Huyền, đang bán những cái bong bóng rất là lớn. Huyền có thể cho biết trước hết là Huyền hiện nay là đang còn đi học hay là đi làm rồi? Dạ, hiện tại thì em đang là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Phương Đông ạ. Như vậy thì ngày Tết như thế này thì cũng có nhiều người đi chơi, nhưng những người bạn trẻ như bạn thì lại lựa cái công việc đi bán, thì có thể cho biết nó như thế nào không? Dạ, lý do mà hôm nay em đi bán á, thì có rất là nhiều. Nhưng lý do đầu tiên là tại vì năm nay em không có ai đi chơi cùng, và bạn bè của em rủ em đi bán bóng, và em thấy đây là một điều khá là thú vị. Nó có thể giúp em có một cái Tết khác so với mọi năm ạ. Ngày mai thì em vẫn có thể đón giao thừa cùng với cả bố mẹ và gia đình, và em nghĩ là ngày mai thì có thể dành trọn vẹn thời gian. Còn giao thừa này thì em có thể đi bán bóng, em nghĩ là những trái bóng đỏ này có thể mang may mắn đến cho mọi người ạ. Còn vấn đề tài chính nó có phải là một cái yếu tố quyết định để năm nay gọi là đi bán bong bóng ngay đêm giao thừa không? Dạ không, tại vì em nghĩ là kiếm tiền thì có nhiều thời gian. Cái thời gian này thì nếu mà mình dành cho gia đình cũng tốt. Và thứ hai là em nghĩ là những trái bóng đỏ có thể mang may mắn cho những người khác. Và em cũng có một cái trải nghiệm mới cho cái Tết của mình. Năm nay đã là 21 tuổi rồi ạ. Em muốn đánh dấu một năm mới với những sự khác biệt khác. Em nghĩ là đây là một điều khá là thú vị và em rất là thích ạ. Nhưng mà trên thực tế thì coi như là thu nhập từ cái bong bóng này nó có đáng kể không? Em nghĩ là không ạ. Tại vì nếu mà em không nhầm thì tính đến bây giờ bọn em vẫn chưa thu hồi được cái số tiền mà bọn em đã bỏ ra. Nhưng mà em thấy rất là vui ạ. Em học được rất là nhiều điều từ đêm giao thừa này. Em thấy rất là ý nghĩa. Em thực sự là thích nó, và em nghĩ là năm sau em sẽ tìm một việc khác hoặc là tiếp tục công việc bán bóng. Em nghĩ là nó sẽ thành công hơn ạ. Có vẻ như bán bóng để mà có cơ hội đi ra giữa đường, gọi là tiếp xúc với mọi người và trải nghiệm cái kinh nghiệm của mình. Bạn nói là học được rất là nhiều điều, có thể kể ra một vài điều mà học qua cái đêm bắn bóng bóng năm nay vào đêm giao thừa. Dạ vâng, điều đầu tiên thì em nghĩ là đó là một sự, nó giúp cho em có thể giao tiếp với mọi người nhiều hơn để mời chào mọi người mua hàng. Đó là nó cũng rèn luyện cho em một cái kỹ năng, sau này em sẽ làm về ngành kinh tế ạ. Và em nghĩ là nó sẽ giúp cho em có khả năng tiếp xúc với mọi người, có thể nâng cao được cái sự giao tiếp và một sự kiên nhẫn nữa. Không phải lúc nào cũng bán được rất là nhiều hàng. Bọn em đã đứng ở đây khá là lâu rồi, khoảng 2-3 tiếng. Em vẫn chưa thu hồi được số vốn đã bỏ ra, nhưng mà điều đấy không quan trọng ạ. Điều quan trọng là em đã được xem pháo hoa với rất là nhiều người. Và em cũng đã ước một điều ạ. Em hy vọng là sang năm tới thì em có thể thực hiện được điều đấy. Cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn Huyền rất là nhiều. Huyền có thể cho một lời chúc Tết với quý khán thính giả của Phố Bên Xa TV, đặc biệt là những người bạn trẻ ở khắp nơi trong nước cũng như ngoài nước. Em chúc tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, có thể làm được tất cả những điều mà mình mong muốn, có thể và có thể giúp đỡ nhiều người khác nữa. Còn rất nhiều người, rất nhiều điều chúng ta có thể làm để giúp đỡ cho cuộc sống của chúng ta trở nên tươi đẹp hơn.